Vâng, em xin chào mọi người ạ. Chào mọi người đã đến với kênh bán MacBook của em nhé. Thì hôm nay em đăng về đây là một mẫu MacBook Pro 2015 mọi người nhé. Một mẫu máy mà mỏng nhẹ để cho mọi người có thể đi làm, đi chơi ạ. Đó, với cái pin của nó đang rất là khỏe, từ sử dụng từ trên 4 tiếng đổ lên mọi người nhé. Pin còn rất là tốt ạ. Cân nặng chỉ khoảng cỡ độ 1,5 cân thôi mọi người nhé. Máy còn đăng là đầy đủ hộp và phụ kiện theo máy mọi người nhé. Đó, màn hình của con này là màn hình Retina rất là đẹp rồi. Bộ nhớ thì là 256GB rất là tốt mọi người nhá. Đây mọi người xem này, một máy rất là đẹp, còn đầy đủ cả phụ kiện đấy mọi người này. Cáp sạc này, cáp kết nối này, giấy hướng dẫn sử dụng đấy mọi người nhá. Một em máy mà đẹp nguyên như thế này mọi người này. Từ 2015 mà nó rất là ít xước mọi người nhá. Đó, rất là đẹp, rất là ít xước ạ. Đây mọi người nhá, từng góc cạnh một đây mọi người này. MacBook Pro 2015 mọi người nhá. Rất là đẹp ạ. Không có cấn móp gì đâu nhá mọi người nhá. Đó. Đây mọi người này. Đây là số seri của nó này. Đấy. SVH H3 mọi người nhá. Con này táo phát sáng mọi người nhá. Đây mọi người nhìn này, táo sáng này. Đó, rất là đẹp. Đây mọi người xem bên trong nhá. Máy rất là đẹp luôn mọi người nhá, không có ám ú hay là có vấn đề gì đâu ạ. Rất là đẹp luôn. Bàn phím dùng ít nên là nó chưa hề bị bóng phím đâu mọi người nhá. Vẫn rất là mới này. Chưa hề bị mất chữ hay là bóng phím gì đâu mọi người nhá. Đây này. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, bây giờ em sẽ test qua một số chức năng của máy mọi người nhé. Và cấu hình của máy luôn ạ. Đây mọi người nhé. MacBook Pro. Màn hình là màn hình Retina mọi người nhé. Rất là nét rồi, màn hình là 13.3 inch ạ, năm 2015 mọi người nhá. CPU của nó là 2.7 GHz mọi người nhá. 2.7 là rất là mạnh, là nhanh nhỉ mọi người nhá. Đó, RAM là RAM 8GB ạ. Các màn hình là 1536 của Intel mọi người nhá. Số series của nó mọi người này, FVH3 mọi người nhá. Đó, tiếp theo bên đây ạ, màn hình đây 13.3 inch mọi người này. Màn hình 13.3 inch ạ. Bộ nhớ con này là 256GB mọi người nhá. Còn năng chống là 236GB ạ. Mấy cái này mọi người không cần quan tâm nhiều lắm. Thôi mình sẽ đi tiếp vào phần chi tiết cái này nhá mọi người nhá. Đây mọi người này. Mọi người sẽ quan tâm đến phần power này. Power này mọi người này. Đó. Cái Lumen này là bình thường này mọi người này. Cái này là pin của nó, cycle counter này là sạc 43 lần mọi người nhá. Đó. Máy rất là đẹp, sạc có 43 lần đây mọi người nhá. Pin của nó còn đang trên 6000 đây mọi người này. Pin còn hơn 6000 này. Nên là cho mọi người dùng thoải mái mọi người nhá. Dùng đi làm, đi xem phim hay là bất kể việc gì mà mọi người không có thể đem ra sạc là rất ok mọi người nhá. Pin chủ yếu mọi người quan tâm nhất là đến cái phần Lumen này này, là pin đang tình trạng là bình thường này, chưa yêu cầu sửa chữa và thay thế này. Đó, bây giờ em sẽ đi test qua về cái màn hình mọi người nhé, đảm bảo là không ám ố gì cả. Cái MacBook nó quan trọng nhất là cái phần ám ố mọi người nhé, rất quan trọng nhất là cái màn hình ạ. Nó rất là đắt cửa cái màn hình ạ. Ví dụ cái màn hình nó bị ám thôi là sẽ bị mất giá trị tầm 30-40% mọi người nhé. Nên là mọi người mua máy tính MacBook thì mọi người quan tâm đến cái này nè. Đó, màn hình này là rất là, mọi người nhìn này, không hề chết điểm, không hề chết điểm hay là bị ám ở chỗ nào cả mọi người nhé. Do máy nó sử dụng ít đi mọi người, nên là còn rất là đẹp ạ. Rồi em sẽ chuyển sang màu đen ạ. Em sẽ chuyển sang màu đen ạ. Đây mọi người nhé, máy rất là đẹp luôn.
màn hình đẹp nguyên mọi người nhé. Nếu mà con nào màn hình ám thì em sẽ báo là màn hình ám, nhưng mà bên em ám thì em sẽ giả là em sẽ không nhận để bán ạ. Rồi bây giờ đây mọi người này, cái này thì là em chưa đăng ký, nhưng mà đây mọi người nhìn này, FaceTime rất là led mọi người nhá. Nhưng mà em chưa có đăng nhập mà Apple ID này chưa vào được mọi người nhá. Rồi bây giờ em sẽ vào YouTube để test loa cho mọi người xem nhá. Con này rất là hay luôn. Mạng nó đang hơi kém mọi người nhá. Rất là mượt luôn mọi người nhé, 2.7 CPU 2.7 là rất là mượt mọi người nhé, dùng con này rất là ok ạ. À. Đó, màn hình Retina rất là nét mọi người nhé. Rồi ai quan tâm đến cái mẫu MacBook Pro 2015 này thì nhắn tin trực tiếp cho em qua số điện thoại hoặc là Zalo nhé, 0982 885 801 ạ. Em có ghim ở phần mô tả và bình luận mọi người nhé. Giá của em nó là 7 triệu 700 nghìn ạ. Bản 256GB giá 7 triệu 700 nghìn mọi người nhé.